Giả sử bạn đi thu tiền quỹ đầu năm và gặp một senior năm cuối, người này từ chối đóng tiền quỹ vì cho rằng các hoạt động của VNEDU không có ích lợi cho họ, bạn sẽ làm như thế nào? Một phút của bạn bắt đầu. Em chào anh ạ. Em xin tự giới thiệu, em là CFC của Võ Chí Thành và em muốn đến thu tiền quỹ như đã thông báo theo email hàng năm ạ. Vâng, thì em nghĩ là anh sẽ trả lời câu hỏi này theo kiểu là sẽ đưa ra những tình huống hay là em nói chuyện với anh. Vậy nếu em nói chuyện thì anh thì như em biết, em sẽ đưa như em đã nói câu hỏi trước, em sẽ đưa đây là bản báo cáo về những cái sự event diễn ra trong năm. Và như anh thấy thì chúng ta có thể những event như là Career Selling Day này, những event như là CND này, hay là những event khác thì đều mang, em nghĩ là mang tính học thuật và hướng nghiệp rất nhiều, thì anh có thể cân nhắc và nó lại lợi ích. Nhưng mà anh thấy thì cái event này anh nghĩ là anh sẽ không có tham gia, anh cũng không có đi. Thì anh thấy mình không đi thì mình cũng không nên tốn tiền làm gì. Vâng ạ. Thì thực ra thì em nghĩ là thu tiền cũng chỉ là quyền lợi và nghĩa vụ, và bọn em cũng không bắt buộc. Thì nếu mà em chỉ có ý kiến nhỏ về anh như này thôi, tức là nếu mà senior nào mà cũng nghĩ rằng nếu mình không đi thì những event như kiểu là FOC, những event mà anh được tham gia, những cái event FOC cũng được mà anh đã tham gia thì cũng được đóng góp từ mọi người, thì anh chỉ nhớ lại những kỷ niệm khi mà anh có cùng FOC. Nếu mà anh cũng không tham gia thì anh cũng không đóng tiền, mà ai mà xin nhận nào cũng như anh thì anh nghĩ là chúng ta đã được tổ chức được FOC tốt đẹp hay cái gì khác. Nhưng mà anh cũng chỉ đi FOC có một lần thôi, thì anh đóng tiền năm 1 anh cũng đã đóng tiền rồi, và anh thấy không cần thiết đi đóng tiền những năm sau. Vâng ạ, thì như cũng nói em, nếu mà cái FOC này là đúng là chỉ tổ chức cho anh, nhưng mà nếu mà các CEO trước anh mà cũng không đóng tiền nha thì anh cũng nghĩ là anh có một FOC với những kỷ niệm tốt đẹp như thế không ạ? Với lại cái số tiền mà em nói này thì anh thấy nhiều quá. Việc đóng tiền này là đã được dựa trên các quyết định và các định hướng của ban chấp hành, thì với những cái event em đã chỉ cho anh thì em nghĩ bản thân em nghĩ thôi, một kinh phí này là phù hợp ạ. Nhưng mà anh vẫn chưa thấy thuyết phục lắm. Thật sự thì tại vì sợ anh rất là bận, năm cuối anh mới đi lo nhiều chuyện khác, anh bận lắm. Thì anh không nghĩ là anh, ví dụ em có thể xem VP anh cũng không có tới để lấy, hay là mấy cái career sharing hay là gì đó của em anh cũng không có tham gia được. Ngoài ra em còn nhớ có nhiều event kiểu là Get to the Night để em có thể tham gia cùng nhiều alumni, và em nghĩ là một cơ hội rất tốt. Thì đặc biệt là trong event, một số event của ban chấp hành mà có thu quỹ thì em có thể được giảm một số nguồn quỹ nếu mà chỉ đồng phí thông viên, Em thì em nghĩ là với một sinh viên năm 4 như anh thì khi mà tham gia những event mà tạo được một cái networking với những anh chị alumni thì em nghĩ là rất tốt cho thuận lợi cho công việc của anh sau này, hay là một số định hướng về công việc thì sẽ sống lại hơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Nghĩ là 2 phút 30 giây cũng đủ rồi. Em còn một câu nói cuối cùng ạ. Thực ra nếu mà trong tình huống mà em không thể thuyết phục được các senior ạ, thì em có thể nhờ ban chấp hành hoặc là một số người senior khác hoặc thân quen senior đấy đến và nói chuyện với senior đấy thêm ạ. Em bổ sung được ạ. Vâng, cảm ơn bạn Đức Anh. Thì nhưng mà mình có một lưu ý nhỏ với bạn đó thôi. Get to the Night là event dành cho alumni. Thì bình thường thì các thành viên của VNEDU cũng không phải là cũng không phải là được đến tham dự ngày hôm đó, cho nên như bạn nói Get to the Night là một cái lý do để mà mình đóng tiền thì có thể cũng không hợp lý lắm. Tại vì cái buổi đó chủ yếu là chỉ dành cho alumni thôi. Của nhà trường tổ chức là cho alumni. Khi mà VNEDU lên tổ chức đó thì chỉ có những bạn trong organize committee khoảng chừng 10 và 20 bạn trong team thôi. Chứ không phải là một cái event là mở chung cho tất cả những người năm 3, năm 4 nên tham gia được. Anh có cái sở thích
mấy cái đó năm nào cũng tham gia rồi, năm nay em không muốn tham gia nữa. Em có cái lý do gì để cho anh đấu nữa? Năm cuối anh cũng bận lắm. Em cũng biết là năm cuối thì anh cũng bận, nhưng mà ví dụ như nếu mà anh không đến được các event thì bọn em có thể gửi cái mail hoặc gì đó về cho anh. À, cũng sẽ có một số cái kỷ niệm trường, anh nghĩ anh sắp ra ngoài trường rồi thì có một số cái ký hiệu logo của quỹ tiền quỹ để nhận người xem MVP thôi. Nói chung là bạn cũng không có được quyền lợi, không có được cái gì đó. Em có cái gì để cho động lực để cho anh đóng, ví dụ như những cái event ở đây năm nào rồi anh cũng tham gia rồi, bây giờ năm nay anh không muốn tham gia nữa, không có cái động lực để tham gia nữa, có cái gì khác không? Hay là có một lý do nào đó, không phải là event? Em biết thì ngoài cái việc tham gia những cái event thì bọn em còn muốn, đây là một dịp để có thể thu thập thông tin của bọn anh, bởi vì sắp ra trường rồi bọn em cũng muốn giữ một cái thông tin để có thể gắn kết hơn với cộng đồng, có thể mail cho bọn anh những cái thông tin cần thiết cho những cái buổi talk hoặc gì đó, không chỉ ở trong trường mà còn ở ngoài trường nữa. Anh nghĩ cái này cũng không cần thiết lắm, thông tin của anh thì em cũng đã có rồi mà. 3 năm anh ở đây rồi, rồi em có email của anh, có số điện thoại của anh rồi mà, làm sao cần cái ước kế thông tin nữa. Mail anh vẫn nhận đều đều đấy chứ. Vâng, nhưng mà em biết là tại vì bây giờ rõ ràng lúc mà một người nào đóng quỹ thì người ta cũng có quan tâm hơn đến cộng đồng và có gì đấy muốn tham gia, muốn đóng góp. Vậy nên có thể đối một số event thì những người đóng quỹ sẽ có một số quyền lợi hơn, chứ cũng không phải ai còn em cũng mắc nèo. Mà anh thấy tiền quỹ hơi cao á, sao nếu mà tại vì anh chỉ tham gia được có một hai cái thôi mà sao lại đóng nhiều vậy? Trong khi những người khác họ tham gia hết, họ cũng đóng về, công ty anh chỉ một hai cái được tham gia thôi. Thì em nghĩ cái đấy thường nào thuộc về cái quyết định của anh. Thì em nghĩ anh có những quyền lợi bọn em đã có sẵn, thì bọn em sẽ cố gắng marketing, sẽ cố gắng giới thiệu cho anh nhiều hơn. Còn em nghĩ việc để tham dự event hay không thì phụ thuộc vào quyết định của anh. Rồi, thời gian của em đã tới rồi, rồi cảm ơn em.